Hello, chào mừng anh em quay trở lại tiếp tục với tựa game Liên Minh Hai Tặc. Và ok, hôm nay thì mình đã tiêu đủ 2 triệu kim cương rồi anh em ạ. Thì hôm nay thì mình sẽ vô và sẽ nhận phần thưởng, sau đó mình sẽ up con Kaido lên nha anh em. Đây, wow, phần thưởng anh em ạ. Ui, XP nó hơi ít xíu anh em ơi. Ok, thì bây giờ mình sẽ tiến hành, mình sẽ nhận cái phần thưởng tiêu 2 triệu kim cương đây anh em ạ. Tiêu 2 triệu kim cương và không biết khi nào mình mới tiêu đủ được 3 triệu kim cương nữa. Wow, có lẽ như là nó hơi bị lâu nha anh em. Rồi, bây giờ mình sẽ up con Kaido lên thôi. Đây, Kaido tăng sao lên. Ủa, Kaido, ủa, à, chưa anh em à. Mình còn phải mua Kaido cái đã anh em. Cái chỗ mà để mà đổi Kaido nằm đâu mình quên rồi ta. Có một cái chỗ để mình đổi Kaido mà mình không nhớ ở đâu. Anh em đợi chút xíu mình vô mình tìm thử cho anh em. Ủa, cái chỗ mà mình đổi Kaido nằm đâu mình quên rồi trời. Nạp VIP. Đây, bên dưới này. Đặc quyền, ủa không có đâu anh em à. Ủa, nằm chỗ nào mình quên, phúc lợi không anh em. Anh em đợi xíu mình à, đây thương thành anh em ạ. Quá wow. Ở bên này có trang bán trang sức nhưng mà cấp nhân vật 120 nó mới mở đây mà. Kaido hình như nằm đâu đó dưới này nè, tuốt đâu dưới đáy xã hội trời. Rồi ok, đây bút con Kaido anh em, mỗi con Kaido là 80 điểm. Đó, quá wow. Marco giáp phi anh em, có cả giáp phi nè. Odin anh em, có nhiều bạn chơi Odin lắm, mà Odin này chiêu mộ khó ra cực kỳ anh em à. Mình thấy là có vài bạn chiêu mộ ra được con Odin nha anh em. Riêng mình là mình chưa có chiêu mộ được. Rồi, phần bạn kết bạn ai nè, Tuấn 87 An Giang. Ok, rồi mình tặng bữa nay mình tặng hết anh em à, cho nên là không có tặng được nữa. Anh em nào chơi server X1 thì kết bạn với mình nha anh em. Mình tên là 69 Yamin, anh em chỉ việc kết bạn với mình là được anh em. Wow, Kaido được thêm cái áo giáp này anh em à. Đó. Xong, ủa sao có một mảnh vậy ta, phải hai mảnh mới đủ chứ. À hình như là mình chưa có mở anh em à, bên này mình còn thiếu một cái con food, mình sẽ bỏ xa nên em mà mình sử dụng xa làm food luôn. Bây giờ mình còn đang thiếu cái food bên đây anh em, mà cái food này nè, cái food này 6 sao anh em mà mới khó nè nè, mấy cái food kia thì dễ quá rồi anh em, mà bên cái food này nó khó cực luôn anh em, tại vì bên đây là cái hệ ngũ hoàng mà anh em, cái hệ ngũ hoàng mà, cho nên là muốn lên nó hơi bị khó anh em. Đây mình sẽ múc con Kaido nè anh em. A nè anh em à. A nè. Rồi à, đây mấy cái mảnh nè anh em, mình sẽ gộp luôn. Ồ, cái video này mình làm mình nhớ tới một cái game mà đó mình làm với cái Naruto, mình cũng vô mình ghép làm sao còn lát mình ghép lộn rồi. Cuối cùng là banh chành luôn anh em. Ồ, cũng là con Kaido luôn anh em. Ê, sao nó trùng hợp dữ vậy nè. Có khi nào xíu mình ghép banh chành lát mình không đủ phút mình úp con Kaido không ta. Ôi, giống lắm mà anh em à. Ok, thì bây giờ mình sẽ vô mình xem thử đây. Cái hệ này không biết có con nào lên sao được 6 sao. Ôi trời, có mỗi Kaido lên được 6 sao rồi anh em à. Quá khứ rồi anh em à. Ôi bây giờ mình kiếm đâu ra được thêm cái có con quỷ này. Con quỷ này mình chỉ cần lên con quỷ này thôi là mình sẽ lên được con A lên được ai chà. Sử dụng A Rayleigh á. Rayleigh. Có Sirius anh em, Sirius. Rồi, chết rồi. Quỷ Sileo này mình làm phút quá trời nhiều luôn, bây giờ kiếm đâu ra được Sileo bây giờ trời. Tới công chuyện luôn rồi anh em à. À trời ơi, không lẽ bây giờ mình vô mình chiêu mộ mình kiếm Sileo với anh em. Anh em đợi xíu mình vô mình chiêu mộ mình kiếm thử với anh em. Ồ, được một gương anh em. Pẹt. Pẹt. Cái gì đây? Ôi trời. Đúng là nhân phẩm nó có khác anh em à. Kêu một cái là nó ra luôn anh em à. Ồ, trời ơi, mình có gây lây 7 sao anh em. Trời ơi, mình lên Gale 7 sao luôn nè mà. Mình định lên Gale thay thế vào vị trí con Kaido, nhưng mà bây giờ Kaido của mình đã lên được 10 sao rồi anh em ha. Cho nên là bây giờ mình sẽ chơi luôn. Ủa? Ấy mình có con Odin 6 sao rồi anh em. Ủa? Phải không? À, không phải. À, lúc mình up lên 6 sao mà mình làm food nó luôn thì phải nè mà. Phải thật sự chứ. Mình xài hàng hao kinh khủng khiếp nè. Marco nè, Marco mình cũng làm food mất tiêu luôn rồi nè mà. Đấy, bây giờ mình sẽ up cho Gale này lên anh em. Anh em đợi chút xíu nha. Rayleigh đâu mất tiêu rồi ta. Đây, Rayleigh anh em à. Wow, ui, mình mảnh Rayleigh nhiều lắm anh em à. Tăng sao, thôi bây giờ mình sẽ cho nó làm phút luôn đi anh em. Chẹt, còn thiếu gì ta. Ui, thiếu 3 con quá anh em à. Trời ơi, anh dòng này, à, San anh em. Con chú San nè. Ây, thêm con A đi. Rồi ok, A thì nói chung là tương đối nó cũng dễ ra anh em à. Rồi, bây giờ mình sẽ cho con Kaido lên thôi. Game là dễ nè mà. Đây bỏ San luôn nè mà. San chém hơi yếu sinh lý lắm, cho nên là bây giờ mình sử dụng Kaido luôn. Rồi ok. À có nhiều anh em hỏi mình là con Luffy nó lên cái thiên phú gì. Thì thiên phú anh em liên kết với lại
hút hút hít này anh em. Hiện tại bây giờ mình đang kiếm mua thêm một cái bình máu nữa để cho nó hút máu một xíu anh em, xịn một xíu, mà bây giờ mình không có anh em à. Làm mới ra thử coi. Úi giời ơi nó không ra luôn rồi anh em ơi. Cái này thì cho con A nè anh em, A thì nó trị liệu nè. Pẹt. Cái này thì xác suất giảm xuống mục tiêu, à giảm tốc độ của mục tiêu anh em, mút luôn. Trời ơi, nó không ra được máu luôn anh em à. Nó không ra được cái giọt máu luôn anh em ơi. Làm mới cái nữa ấy. Rồi luôn. Tới công chuyện luôn anh em ơi. Phản đòn. Ây da, cái này là chúng đích đề cao. Đói mang theo né tránh màu đen mục tiêu đúng. Mình không hiểu đó. Mình nghĩ là chắc là độ chính xác nè. Mình nghĩ là chắc là chính xác á. Trời ơi, nó không ra máu. Ơ trời 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 trời, cái kiếm anh em à. Cái kiếm này nó mắc kinh khủng khiếp anh em. Nó tới 3k rồi anh em à. Ở cái này là cái gì ta? Phục sinh sau công kích đề cao 10% tiếp tục 2 hiệp. Mình không biết cái đó là cái gì anh em. Nhưng mà bây giờ mình đang kiếm cái anh hùng trị liệu chữa trị được hiệu quả tăng lên thêm 5% nữa. Mình đang kiếm cái giọt máu anh em à. Cái giọt máu đâu rồi, giọt máu đâu rồi. Rồi nó không ra cái giọt máu cho mình luôn anh em à. Ui giời ơi, tới không chuyện luôn anh em à. Ui cái này đã không phải anh em à. Cái giọt máu kia là nó cô đơn lẻ loi mình à. Chứ không có chơi chung với ai chứ. Tới luôn anh em. Rồi luôn. Không ra luôn anh em à. Hết luôn nè. Mà phải thật sự cái giọt máu nó khó kiếm kinh khủng khiếp vậy ta. Bồi dưỡng. Và bây giờ mình sẽ bồi dưỡng cho con cây đô lên cái đã anh em. Cho cây đô nó trâu trâu lên xíu. Trời, cây đô nó to kinh khủng khiếp anh em. Rồi xong. Tăng sao. Sách. Sách thì hiện tại bây giờ mình ra đề cao bảo kích anh em. Bảo kích. Hay cái bảo kích thì là mình chuyển qua cho con chuyển qua cho con Luffy ta. Luffy nó bạo kích đấm phát chắc xỉu xịt cứt quá anh em. Đây mình sẽ gỡ ra, mình sẽ gắn vào cho con Luffy để xem sao. Anh em đợi xíu nha. Luffy hiện tại bây giờ là tái sinh ha. Hiệp lúc bắt đầu khôi phục tự thân. Ồ mình gỡ bỏ này anh em. HP nè, mình sẽ lấy cái HP anh em à. Đề cao bạo kích này mà. Tốc độ giảm xuống, HP đề cao gì đó mình không biết. Đây mình xem thử cái. HP đề cao 9%. Tốc độ giảm xuống. Ồ trời, nó bị giảm tốc độ xuống hả? HP tăng thêm 10% nữa. Như là mình dở lộn cuốn nè. Gỡ bỏ cuốn này. Mình sẽ gắn cái công kích này vô đi. Cái công kích này hiệp. Để mình xem thử bắt đầu khôi phục tự thân. HP cao nhất 3%. Hiệp lúc bắt đầu á. Hiệp lúc hình như là bắt đầu mỗi hiệp thì phải anh em sẽ hồi được 3% HP. Ok. Để mình xem thử còn cuốn nào ngon hơn được không nha anh em. Thủ kích 30% xác suất 4 hiệp không có cách nào phục sinh. Đói thằng hộ mình không biết cái đó là gì anh em. Sau khi chết quá thành linh hồn lần này lần sau hợp có 5% xác suất lấy 15% HP phục sinh mỗi qua một hiệp sẽ xác suất tăng lên thêm 5% nữa. Ai chà. Ây cái này có vẻ như ngon anh em, nó có khả năng hồi sinh anh em. Nhưng mà nó không biết ngon cho so với lại con Luffy không. Xác thương tăng lên thêm 0.6% cho mỗi lần giảm 1% HP. Wow. Cái này có vẻ như là nó ngon nha anh em. Phòng ngự ha. Phòng ngự không phải tấn công ha. Con này nó đâu cần đâu ta. Ủa con gáp mà. Ôi con gáp cần anh em. Con gáp cần nha. Sử dụng bảo thành thạo bảo kích. Chiến đấu bắt đầu ma pháp. Ôi như là mình đeo lộn cuốn thì phải anh em cuốn bên dưới nè. Đây sát thương tăng thêm nè. Hèn chi nó đập thốn phết anh em à. Trời trời trời. Wow. Cuốn sách đỏ nè anh em. Cái này là cuốn sách này là cuốn sách gì ta? Cao cấp quyển tử vong lúc có 50% xác suất tăng lên toàn thể phe bạn 30% công kích. À, cái này đeo cho con này là hợp lý đâu anh em, tại vì nó chết sớm lắm. Cho nên là sau khi chết sẽ có 50% xác suất tăng toàn thể phe bạn 30% công kích anh em à. Wow, cuốn này nó hơi bị xịn nha anh em. Tại vì đeo cho mấy con chín nó chết hết rồi lấy gì mà tăng nữa anh em. Cho nên là đeo cho con Luffy, có đồng đeo cho con Sabo đi. Tổn thương vượt qua mục tiêu 3 HP hạn mức cao nhất 28% 30% xác suất khiến cho địch cái này có khả năng khiến cho địch bị chóng anh em à. Cũng được. Ủa. À anh đồ nãy mình gỡ anh em à. Anh đồ nãy mình gỡ ra mình đeo vô cho con Luffy. Rồi, ok. Wow, lên được 1.800.000 được chiến anh em à. 1.800.000 được chiến và hiện tại thì bây giờ mình đang tụt xuống tới cái hạng số 10 rồi anh em à. Hạng 10. Ô, thua bạn này có chút xíu chiêu được chiến anh em à. À chà, thua bạn này tới 41k anh em à. Thua bạn này tới 41k lần. Sammy nè. Demon Sin lên tới hạng 6 anh em à. Upkaido lên tới hạng 5 nè.
Ui, căng vãi. Chà, sao mình vẫn lè tè hả? Khúc cuối cùng của thế giới anh ta. Mình cứ tuột lên tuột xuống, tuột lên tuột xuống hoài nè mà. Không lên nổi luôn nè mà, không ngóc đầu lên nổi luôn. Cứ 6, 7, 8, 9, 10, 6, 7, 8, 9, 10 hoài. Hiện tại bây giờ nó tụt xuống tới cái hạng 10 luôn nè. Ủa cái này là cái gì ta? Dùng cho tại thương thành hy hữu trong cửa hàng hối đoái tài nguyên. Mình không biết cái này sử dụng làm mục đích làm gì nữa nè. Mình không biết nha. Anh Hùng mới thắng đấu trường 10 lần. Anh Hùng mới à? Mới à? Là sao ta? Là một cái con tướng mới mà đem vô quýnh đấu trường mà thắng được 10 lần hả em? Bỏ ông ta. Mình không hiểu lắm nha em. Rồi, khó quá chắc mình sẽ bỏ qua thôi em à. Ok, thì bây giờ mình sẽ xem thử con nào có thể lên được à... Ủa, mình có phút có thể lên được. Chưa em ơi. Mình còn thiếu 5 mảnh này nữa thì mới có thể lên được. Hiện tại thì bây giờ chỉ có là E11 và cây đô nè. Cây đô này thì cần một cây đô 6 sao em à. Với lại một cái phút 9 sao nữa. Một cái phút 9 sao là cái hệ nào cũng được anh em. Với lại một cái phút 6 sao. Wow, khó kiếm nha anh em. Một cái phút 6 sao cây đô. À chà, muốn lên được E11 cũng hơi bị đuối anh em à. Đợi cái sự kiện đó có cây đô thì mình sẽ múc, mình sẽ up lên nha anh em xem. Còn bây giờ thì mình sẽ đi test thử quýnh lộn nữa xem sao anh em. Đi quýnh nhau để xem sao. Đây, bây giờ mình sẽ quýnh với lại cái bạn kế bên mình anh em. Bạn Phantom nè. Bạn Phantom nè. Để mình solo được xem sao anh em. Bạn Phantom thì có Magellan anh em à. Magellan. Wow. Ui. Magellan, Luffy, Kizaru, Hembaya, Dasuru với lại ông Bo anh em. Hơi bị khét nha anh em. Ui, ông gáp bên mình nó bị quýnh bầm dập với ta. Ui trời. Magellan nó đam đau cực kỳ đau anh em à. Magellan nó đam đau cực kỳ đau luôn á. Quá là đau anh em à. Thiệt. Sabo thì được cái là nó súp bọt anh em, chứ nó đam cũng không dữ chứ. Con A thì vô trong tem nó súp bọt, với lại nó hồi máu cho tem thôi anh em à. Ui, khả năng cao thì sẽ thua anh em à. Khả năng cao thì sẽ thua. Pẹt. Wow, bạo kích luôn anh em à. Pẹt. Trời. Ui, đam nó cũng ngang với mình chứ anh em, đâu có thua đâu anh em. Pẹt. Xong được con Bo Hanh Cúc rồi anh em à. Ô, trời. Ôi, ông nội gáp đấm phát chết luôn đi bên kia luôn anh em à. Khét vãi anh em à. Ôi, bởi vì nhiều bạn lại chê con gáp anh em. Nhiều bạn chê con gáp nha. Nhiều bạn không thích con gáp anh em à. Mình thấy con gáp đấm khỏe cực luôn á. Vậy mà nhiều bạn lại không thích nha. Với lại nó là một cái hệ bên hải quân đó anh em. Cho nên là cũng khá là dễ nuôi anh em à. Khá là dễ nuôi. Bà Tatsuru bên kia chưa có cơ hội hồi sinh đồng đội nữa anh em à. Đây. Ui, gáp đấm ngang, muốn gần ngang cơ với lại Luffy anh em à. Đâu, anh em thấy đam của con gáp không? 1.4 triệu. Luffy chịu gửi, mặc dù là Luffy mặc đồ 5 sao không anh em à. Đó, trong khi đó gáp nó chỉ là mặc đồ 1 sao anh em. Bây giờ mình sẽ đấm với lại các bạn Sammy đi. Sammy 1.8 triệu anh em à. Hơn mình 4 mấy k lực chiến. Cũng có con gáp luôn anh em à. Wow, bên kia có Aokiji, Gelay, A với lại con Luffy. À, trời ơi, chưa chân mấy đầu vô chóng mình ấy. Ồ, bên kia quốc nguyên hàng mít luôn anh em à. Ê, bây giờ Luffy mình đấm chết con A bên kia là coi như là xong phim cái đang bên kia này mà. Bên kia dồn nguyên hàng mít luôn rồi anh em. Ôi, cái đội hình này là coi như là xong phim. Nếu mà mình đưa con Luffy vô giữa mà mình đấm phát, có khi nào nó múc phát hẳn 3 con luôn ta. Tại vì Luffy nó đấm là nó xuyên thẳng mà không biết là 2 hàng hay là 3 hàng luôn hay không, mình không biết anh em. Đó. Nào giờ mình đấm thì mình thấy có 2 hàng anh em, mà đấm từ đây là tới sau có khả năng là cái hàng giữa này cũng bị dính nha anh em, cũng bị dính trưởng nha. Wow, bên kia sử dụng cái hiệu ứng là con A ha. Mình thấy con Aokiji nó ngon hơn chứ anh em. Rồi luôn, Luffy bên kia bị đóng băng luôn, ủa lộn bị choáng luôn anh em à. Khả năng cao là mình sẽ win rồi anh em à, khả năng cao mình sẽ win này. Ui, ông nội Luffy đấm thốn phải. Luffy bên mình nó còn y nguyên máu, y xì máu mà chưa mắc giọt máu luôn anh em à. Còn chưa biến hình nữa mà anh em. Biến hình xong đập ba má bên kia nhìn không ra luôn anh em à. Con gáp ơi, khả năng phản đòn cực ngon nha anh em. Phản đòn ngon lắm nha. Trời ơi, nó đấm kìa. Ôi, khả năng phản đòn rồi còn thêm kèm theo liên kích nữa anh em à. Khả năng phản đòn kèm theo liên kích nó hơi bị sướng luôn á. Mình đang bật tăng thêm một cái kiếm là anh em, mình không biết cái kiếm là cái kiếm gì nha. Để mình xem thử con A bên kia đam to không. 7.400 rồi anh em à. Thua xa tay bên mình.
Ây da, tới ông chuyện rồi. Bị ông nội đấm ba má nhìn không nhận ra luôn anh em à. Đang bút gì đó anh em, mình không biết nó đang bút cái giống gì á. Rồi bên kia còn gây lay nữa chứ. Rồi, Luffy bên mình biến hình rồi anh em à. Kaido, ồ, Kaido khả năng đập chón được con Aokiji, ủa. Ủa, cho chón con cái nhẹ nhàng là xong hết rồi trời. Cao cấp tái sinh, bẹt, chón. Ồ, không chón được luôn anh em à. Ai, ai bên kia không biết là cái skill nó là cái gì nữa nè. Cái hiệu ứng của con ai bên kia mình không biết là cái gì nha. Ây da, bẹt, ok, chết được con Kaido rồi anh em à. Bù lại thì bên kia còn quỷ Aokiji nó bút máu lên anh em à. Bút máu khó chịu lắm. Ok, xong, trở lại trạng thái bình thường rồi anh em à. Ôi cái trạng thái này ông nội Luffy đấm phát chắc chết đó anh em. Ây da. Ồ, ok, khá là suýt sao anh em à. Khá là suýt sao nha. Đây, đam của ông nội Luffy vẫn khá là ngon. Kaido cũng được rồi anh em à. Ai với lại con Sabo chủ yếu vô trong cái đồ hình này súp bọt anh em. Còn Luffy vẫn là gánh đem. Trời, con gáp bên kia. Chắc là dồn đồ cho con gáp bên kia anh em. Rayleigh nè, đam to cực luôn anh em. Wow. Rồi bây giờ mình sẽ solo với lại các bạn cao hơn xíu anh em. Bạn cao hơn xíu là bạn Sammy thì nãy mình quýnh rồi nè. Bạn ốp Kaido thì sao. Solo các bạn này xong rồi chắc mình sẽ kết thúc video ở đây quá anh em. Wow. Bên kia có con quỷ lo anh em mà mình ghét nhất là gặp con lo đó anh em. Nó bơm máu khó chịu, cực kỳ khó chịu. Ồ, liên kích luôn, quá là ngon. Luffy quất phát liên kích, lo còn được ống máu anh em à. Bẹt. Kaido nó đam cũng không được ngon lắm anh em à. Ây chà, Kaido bên kia nó sắp đứt bóng rồi anh em à. Kaido bên kia nó ngon rồi nè, 255 luôn anh em. Mình thấy là con gáp nó ngon hơn anh em. Vừa trâu mà vừa khỏe nữa anh em à. Ôi quỷ lo bên kia nó búp một phát đóng máu luôn anh em à. Khó chịu ghê gớm luôn á. Mình từ lúc mình chơi Kaido tới giờ mình còn chưa đọc được cái skill của con Kaido luôn anh em. Chón được con San rồi anh em à. Chón được con San này. Mihawk nè. Mihawk với lại con San nó yếu trên lý cực kỳ anh em. Luffy mà đóng một phát là coi như là hơn nửa máu rồi anh em thấy không. Đóng một phát ỉa một quần luôn anh em à. Cái đội hình bên này nó hơi tệ quá. Không có tem toàn đam không à, không có sức bọt nữa chứ anh trai. Kaido, San, Mihawk và Luffy thêm có mỗi con lo. Con lo gánh không nổi anh em à. Gặp cái tem mình nó như mình là nó xong phim rồi. Đây, Luffy đập 2-3 phát là chết ngắt con lo rồi anh em à. San đúng vậy. Giờ này mình chưa đấm chết con Sabo bên mình á. Luffy, ớ lộn con A chuẩn bị hồi sinh nữa nè anh em. A bên mình chuẩn bị hồi sinh nữa nè. Mình nghĩ là chắc con Sabo sẽ chết. Rồi, ok, chết rồi anh em à. Sabo mà gặp ngay miệng Luffy nó là thôi gọi anh em. Con Kaido không biết cái skill nó là cái gì nữa nè. Để xíu mình đọc thử xem sao nha. Win rồi anh em à, win này. 100% là win này anh em à. Trời ơi, ông nội Luffy đấm hai cú liên tiếp anh em à. Đây, trời. Đam muốn suýt bằng Luffy luôn anh em à. Quá là khét anh em ơi. Hơi bị khét anh em. Wow, mình đấm luôn hẳn mấy cái bạn mà trên mình luôn rất là nhiều anh em. Up Kaido 1.9 triệu, bạn Demon Shin thì mình quýnh rồi. Ủa, tới hai up Kaido với lại Kaito hả? À mình chưa quýnh với lại bạn này thì phải anh em. Mình solo với lại các bạn Egen này thử xem sao anh em. 2.2 triệu đang nè. 2.2 triệu anh em ơi. Mình nghĩ chắc mình tập đó. Bên ôi. Bên kia có Gelay hình như là thời trẻ trâu hả anh em. Đúng rồi, như là này như là gây lây thời còn trẻ thì phải nha mà. Ủa sao có con này nữa ta, có con tướng này nữa hả ta. Marco, trời ơi. Ôi ngán nhất là Marco nè mà. Marco nó búp là phải gọi là khét luôn anh em à. Rồi xong phiên ông nội của Luffy bên mình rồi anh em à. Hồi khả năng cao thua anh em à, khét quá. Ôi gây lây thời còn trẻ nè anh em. Gây lây thời còn trẻ. Ủa, bạn này xịn quá ta. Thôi bây giờ mình sẽ xem lại skill của con Kaido nó có cái gì sub ọt cho cái đội hình này không anh em. Anh em đợi xíu nha. Nhảy lên không trung quấn lấy sự độc đoán chuyên chế xung quanh sắt hả? Quanh thanh sắt và tấn công xuống dưới gây ra 287 sát thương vật lý lên kẻ thù và các đơn vị hàng trước và hàng giữa luôn em à.
đồng thời tăng 3% của mục tiêu. Mục tiêu là giá trị máu tối đa để bỏ qua sát thương phòng ngự là và 5% cơ hội thêm Breath. Thêm Breath là gì? Bỏ qua gì đó. Trạng thái sau khi hoàn thành cuộc tấn công phục hồi 100% lượng máu tối đa của Kaido quá nè em. Nghĩ là chắc là Kaido. Ui, 15% máu tối đa là cũng nhiều chứ bộ anh em. Cũng được á, khá là ngon á. Còn skill thứ hai là bị động, máu tăng 40%, tấn công thêm 20% về tỷ lệ chống bạo lực. Bạo lực mình nghĩ chắc bạo kích với anh em 30% vào trận đầu. Tất cả các thùng đồng minh được tăng thêm 15 phòng thủ. Ôi, anh em đi chung sẽ được 15% phòng thủ này mà. Đồng thời cứ giảm 2% máu bản thân, khả năng miễn nhiễm sát thương tăng lên thêm 1%. Ngoài ra là chỉ có thể là kích hoạt một lần chống trận chiến. Này, cái skill Gagia Destruction gì nè anh em. Đây, lửa giận kiềm chế, nó tăng thêm hấp thụ 80% của sinh mệnh giới hạn. Nếu bị phá vỡ, nó sẽ khiến cho cho kẻ tấn công bỏ qua sát thương phòng thủ. Tổng giá trị đá trắng, hiệu ứng này sẽ kéo dài đến hết trận. Hiệu ứng này không thể bị xua tan anh em. Phòng ngự tăng lên, khả năng phòng thủ của đơn vị trạng thái này sẽ được tăng thêm 15%, kéo dài cho đến khi kết thúc trận đấu. Nó sẽ không bị xua tan và sẽ không bị xóa sau khi sống lại anh em. Mình không hiểu, cái này boost cho team hay là cho mình ta? Anh em mà hiểu là góp ý giúp mình nha anh em. Còn skill thứ ba là tin đồn sấm sét. Mình tưởng đâu tin đồn ngoại tình hay là thế này kia anh em. Này tin đồn sấm sét còn dữ hơn anh em. Giống như tin sét đánh vậy anh em. Tấn công một cột đơn vị có số lượng kẻ địch lớn nhất là sẽ gây ra tổng cộng là 400% sát thương vật lý. Sát thương gây ra bởi các đơn vị chúng phải, sát thương cho mỗi đơn vị sẽ không vượt quá 800% và 20% cơ hội. Thêm cái trạng thái chậm chạp anh em. Chậm chạp mang theo nên trạng thái đơn vị không có cách nào hành động. Tiếp tục hai hiệp bị công kích 3 lần sau cái trạng thái giải trừ U Linh. Thằng kỹ công kích U Linh như là đép 80 mới được anh em. Có khả năng làm chậm chạp hai hiệp không thể nào mà công kích được anh em. Không thể nào mà hành động được. Còn skill này được mình danh là sinh vật mạnh nhất, Kaido có thể là né tránh một sát thương chí mạng anh em. Ngay lập tức hồi phục lượng máu bằng 30% giới hạn trên sinh mệnh của mình. Một con tướng dạng tăng cơ anh em. Nãy giờ mình thấy hồi máu hơi bị nhiều nha. Đồng thời cộng thêm một lượt hiệu ứng bất khả chiến bại cho bản thân và miễn nhiễm với tất cả. Cả làm hỏng vòng này. Miễn nhiễm với tất cả làm hỏng hay sao ta? Mình không hiểu làm hỏng là làm gì anh em. Hư hỏng ha. Đại khái như vậy nè mà. Các đơn vị có trạng thái này sẽ miễn nhiễm với mọi sát thương trong một lượt. Miễn nhiễm với hỏng. Các đơn vị mà có cái trạng thái này sẽ được miễn nhiễm sát thương trong một lượt nè mà. Thiên phú phải lên 11 sao thì mới có thể là mở ra được. Xác suất bắn ngược 30% tổn thương. Mình đưa cái phản đòn cho con Kaido đeo anh em. Tặng nhận luôn. Tuấn 67 An Giang gửi tặng. Ok. Thôi bây giờ mình sẽ kết thúc video đây thôi anh em. Hiện tại bây giờ video cũng khá là dài rồi anh em. Cho nên là hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo với cái tựa game Liên Minh Hải Tặc nha. Anh em mà thích mình tiếp tục làm về cái tựa game thì đừng quên cho mình một like, một đăng ký mình có động lực tiếp tục ra thêm nhiều video về cái tựa game cho anh em cùng xem. Còn bây giờ thì mình sẽ kết thúc ở đây thôi. Cảm ơn anh em rất nhiều. Tạm biệt anh em. Bye bye anh em.